Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhận biết các loại hình cơ bản nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Hình tròn. Hình tròn. Hình vuông. Hình vuông. Hình trái xoan, hay chúng ta còn gọi hình bầu dục. Hình trái xoan. Hình trái xoan. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Hình tam giác. Hình tam giác. Hình thang. Hình thang. Hình ngũ giác. Hình ngũ giác. Hình ngôi sao. Hình ngôi sao. Hình lục. Hình lục giác. Hình bát giác. Hình bát giác. Hình tròn. Hình vuông. Hình trái xoan. Hình chữ nhật. Hình tam giác. Hình thang. Hình ngũ giác. Hình ngôi sao. Hình bát giác.